xin gửi lời chào cuối tháng tới tất cả quý vị và các bạn. Quý bạn và các vị đang tới với bản tin thể thao của Khán Đài Online được phát sóng hàng ngày vào lúc 11 giờ sáng. Trước khi đến với những tin tức thể thao nóng hổi, đừng quên bấm theo dõi và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ tin tức mới nhất nào của chúng tôi. Ngược dòng thành công, Liverpool tiến gần hơn với chức vô địch. Hakim Ziyech tiết lộ lý do gia nhập Chelsea. Quang Hải và Nhật Lê liên tục thả tim cho nhau. Bộ Mbappe, Real gây sốc với Erling Haaland. Heron mất trung vệ 1m93, Văn Hậu 1m85 chờ đổi đời. Đoàn Văn Hậu ra sân, dòng Heron độc chiếm đầu bảng ở giải trẻ. Thái Lan chạm trán đối thủ quen thuộc của Việt Nam. Dịch Covid-19 hoành hành, Inter Milan nguy cơ toang cả mùa giải. Huỳnh Như trở lại cùng đội tuyển nữ Việt Nam đối đầu với đội hình châu Âu của Úc. Ngược dòng thành công, Liverpool tiến gần hơn với chức vô địch. Trong chiến thắng kịch tính của Liverpool trước West Ham rạng sáng nay, đội bóng chủ sân Anfield đã bị đối thủ dẫn trước 2-1 cho đến giữa hiệp 2. Tuy nhiên, hai sai lầm của thủ thành Lucas Fabianski đã biếu hai bàn thắng cho Mohamed Salah và Sadio Mane để Liverpool cân bằng kỷ lục về chuỗi 18 trận toàn thắng ở giải đấu cao nhất xứ sở sương mù mà Manchester City từng lập vào hồi năm 2017. Những người ghi bàn trong trận đấu này là Jorginho Wijnaldum ở phút thứ 9, Isla Diouf ở phút 12, Pablo Fonda ở phút 54, Mohamed Salah ở phút thứ 68 và Sadio Mane ở phút thứ 81. Trắng tay trở về, West Ham vẫn chỉ có 24 điểm sau 27 vòng đấu, kém Aston Villa 1 điểm. Còn với Liverpool, họ chỉ cần 12 điểm từ 11 vòng đấu còn lại là có cho mình chức vô địch nước Anh đầu tiên sau 30 năm. Đoàn Văn Hậu ra sân, dòng Heron độc chiếm đầu bảng ở giải trẻ. Kể từ khi sang Hà Lan thi đấu, Văn Hậu gần như không có cơ hội ra sân ở đội 1 của Heerenveen. Nhưng người đội trẻ, hậu vệ của đội tuyển Việt Nam rất được tin tưởng. Anh liên tục có mặt trong đội hình xuất phát của dòng Heerenveen khi đội bóng này làm khách trên sân của dòng Wolves ở trận đấu thứ tư vòng tranh chức vô địch giải trẻ Hà Lan. Hưng phấn với 3 chiến thắng liên tiếp, dòng Heerenveen khởi đầu ấn tượng và sớm có bàn mở tỷ số nhờ công của Brocco Maglu. Tuy nhiên, ở đầu hiệp 2, từ một pha phản công nhanh, dòng Wolves đã có được bàn thắng gỡ hòa nhờ công của tiền đạo Charlie Mbappé-Lendu. Chiến đáng hưng phấn, đội chủ nhà đã ghi bàn thắng thứ hai chỉ sau đó 6 phút. Văn Hậu đã tích cực lùi sâu hỗ trợ phòng ngự, nhưng anh không thể làm gì hơn trước cú đá bùi cận thành của tiền đạo Reza Gökberihat. Dòng Heerenveen đã vùng lên tấn công dữ dội. Kết quả ở phút thứ 72, tiền vệ Smith đã đánh bại thủ môn Mou, gỡ hòa hai đều cho dòng Heerenveen. Tưởng chừng màn sau tàn này sẽ kết thúc với tỷ số hòa thì vào đúng phút bù giờ thứ hai, tiền vệ Jordi Brugin đã ghi bàn thắng quyết định, ấn định chiến thắng 3-2 kịch tính cho dòng Heerenveen. Đây là chiến thắng thứ tư của dòng Heerenveen ở vòng tranh chức vô địch. Với 4 trận toàn thắng, Văn Hậu và các đồng đội đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Hai đội bóng xếp sau là dòng Jorgen và dòng Wolves mới chỉ có 11 điểm dù đã đá 6 trận. Với những gì đã thể hiện ở đội trẻ, Văn Hậu hoàn toàn có thể sẽ được huấn luyện viên Johnny Jensen trao cơ hội ra sân ở đội 1 trong thời gian tới. Hakim Ziyech tiết lộ lý do gia nhập Chelsea. Hakim Ziyech đã chính thức đồng ý ký hợp đồng 5 năm với Chelsea vào mùa giải tới. Trước đó, The Blues sớm đạt được thỏa thuận chuyển nhượng với tiền vệ tấn công này với Ajax. Nhiều người tin rằng đây là món hời lớn đối với Chelsea bởi lẽ Hakim Ziyech là một trong những tiền vệ tấn công hay nhất châu Âu 2 năm trở lại đây. Không chỉ tỏa sáng ở Hà Lan, ngôi sao 26 tuổi này còn chứng minh được tài năng tại UEFA Champions League. Chia sẻ sau khi chốt hợp đồng với Chelsea, Hakim Ziyech tiết lộ lý do anh đến Stamford Bridge là vì huấn luyện viên Frank Lampard. Bộ đôi này đã bắt đầu trao đổi từ khi Chelsea gặp Ajax ở vòng đá Champions League năm nay. Hakim Ziyech tiết lộ, Lampard có vai trò lớn trong quyết định của tôi. Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều trong những tuần gần đây và ông ấy mang đến cho tôi một cảm giác rất tốt. Điều đó có ý nghĩa quan trọng để tôi quyết định đến Chelsea. Bên cạnh đó, Hakim Ziyech còn khẳng định anh chọn Chelsea vì đội bóng này đang theo đuổi phong cách tấn công. Tuyển viên này nói thêm, tôi rất hạnh phúc, tự hào, phấn khích và không thể để chờ đợi thêm. Quang Hải và Nhật Lê liên tục thả tim cho nhau. Sau khi chia tay, số ảnh và ngưng tương tác với nhau trên mạng xã hội, bộ đôi Nhật Lê và Quang Hải khiến cho fan bất ngờ với việc liên tục thả tim cho nhau. Nhật Lê và Quang Hải được xem là mối tình đẹp,
cả hai đã bên nhau và cùng cố gắng từ khi nam cầu thủ này còn chưa nổi tiếng. Thế nhưng sau thời gian dài hẹn hò, cặp đôi khiến người hâm mộ hụt hẫng vì tuyên bố đường ai nấy đi. Tuy vậy, trong thời gian gần đây, cặp đôi liên tục có những động thái lạ khiến cư dân mạng không khỏi nghi ngờ liệu rằng cả hai đã quay lại với nhau. Cụ thể, Quang Hải đã vô tư thả tim vào ảnh của Nhật Lê, trong khi đó Nhật Lê cũng có hành động tương tự trong hai bức ảnh gần nhất mà Quang Hải đăng lên Instagram. Nhật Lê cũng nhanh tay thả tim ảnh của tuyển thủ Việt Nam. Kể từ sau khi chia tay, Quang Hải và Nhật Lê đã xóa ảnh và ngừng tương tác với nhau trên mạng xã hội. Sự tan vỡ của cặp đôi đẹp này khiến fan chưa nguôi tiếc nuối. Thế nên khi phát hiện những hành động thả tim qua lại này, dân mạng đã thi nhau đẩy thuyền, mong cho cặp đôi yêu lại từ đầu. Bộ Mbappe, Real gây sốc với Erling Haaland. Mbappe là mục tiêu theo đuổi số 1 của Real Madrid ở những kỳ chuyển nhượng hè gần nhất. Tiền đạo người Pháp cũng từng nhiều lần bóng gió thổ lộ ước mơ đến Tây Ban Nha đầu quân cho kênh Kiến Trắng. Theo truyền thông của Tây Ban Nha và Pháp, Real Madrid sẽ chi khủng để chiêu mộ Mbappe vào hè 2020. Tuy nhiên, tờ Marca cho rằng rất có thể đội bóng chủ sân Bernabeu sẽ từ bỏ mục tiền đạo AS Monaco để chuyển sang Haaland. Haaland đã nổi lên nhờ phong độ không thể tin nổi. Đến thời điểm hiện tại, tiền đạo người Na Uy đã ghi 40 bàn thắng và có 8 đường chuyền thành bàn cho đội bóng cũ Sandberg và Dortmund. Theo Marca, những gì Haaland thể hiện ở Dortmund cho thấy tiền đạo 19 tuổi này đủ sức thi đấu ở đấu trường đỉnh cao La Liga nếu gia nhập Real Madrid. Ngoài ra, Haaland còn phù hợp với lối đá tấn công và chính sách trẻ hóa của đội chủ sân Bernabeu. Harry mất trung vệ 1m93, Văn Hậu 1m85 chờ đổi đời. Đoàn Văn Hậu lại vừa ngồi dự bị và không được ra sân phút nào ở giải vô địch quốc gia Hà Lan, nhưng đã có những tín hiệu tích cực trong chuyến chinh phục châu Âu đầy cam go của cầu thủ người Thái Bình. Tuy nhiên mới đây, trung vệ Bonman xác nhận thông tin mình sẽ rời Harry sau khi mùa giải 2019-2020 kết thúc. Sự ra đi của Bonman có thể là một tín hiệu vui đối với Đoàn Văn Hậu, bởi lẽ nếu Bonman rời Ajax, Văn Hậu hoàn toàn có thể cạnh tranh một vị trí trung vệ trong đội hình của huấn luyện viên Johnny Jackson, dù là đá chính hay dự bị. Trong các trận đấu của đội dự bị trong thời gian gần đây, cầu thủ đến từ Hà Nội FC cũng thường xuyên được yêu cầu đá ở vị trí này thay vì chơi ở cánh trái. Không phải tự nhiên mà huấn luyện viên đội trẻ Harry lại đang sử dụng Văn Hậu ở vị trí trung vệ, nhưng tố chất và kỹ năng chơi bóng của Văn Hậu cho phép anh có thể thích nghi ở vị trí mới này và gặt hái thành công. Thái Lan chạm trán đối thủ quen thuộc của Việt Nam. Theo dự kiến ban đầu, đội tuyển Thái Lan sẽ thi đấu giao hữu với đội tuyển Panama vào ngày 30 tháng 3 tới. Tuy nhiên, do lo sợ những diễn biến phức tạp của virus COVID-19 tại Đông Nam Á, đội bóng của châu Mỹ này đã thông báo không tham dự trận đấu này. Việc đột ngột bị hủy lịch thi đấu khiến cho Liên đoàn bóng đá Thái Lan cảm thấy rất bối rối. Tuy vậy, họ cũng thấu hiểu và thông cảm cho những lo ngại của đội tuyển Panama. Sau khi bị Panama từ chối giao hữu, đội tuyển Thái Lan đã nhanh chóng tìm được quân xanh. Đó chính là đội tuyển Curacao. Đây chính là đối thủ đã đánh bại Việt Nam ở trận chung kết King's Cup hồi tháng 6 năm ngoái với tỷ số 5-4 trước lượt luân lưu, khi mà hai đội đã hòa nhau một đều trong 90 phút thi đấu chính thức. Dịch Covid-19 hoành hành, Inter Milan nguy cơ toang cả mùa giải. Những ngày gần đây, dịch Covid-19 đã bất ngờ bùng phát ở Italia. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 8 người được kiểm tra và cho kết quả dương tính. Vùng Lombardia và Veneto đã trở thành tâm dịch. Rất nhiều các hoạt động thể thao đã bị trì hoãn, trong đó có cả những trận đấu của Serie A và Serie B. Với những gì đang xảy ra, Inter Milan đang là đội bóng gặp bất lợi hơn cả. Thầy trò ông Antonio Conte vẫn đang cố gắng để chinh phục danh hiệu Scudetto. Trước khi vòng 25 Serie A diễn ra, Nerazzurri đang kém Juventus và Lazio lần lượt 3 và 2 điểm. Cuối tuần qua, hai đội bóng đã dẫn đầu cuộc đua đều đã giành chiến thắng, qua đó nới rộng khoảng cách với Inter Milan lên thành 6 và 5 điểm. Đội bóng chủ sân Giuseppe Meazza vẫn còn một trận chưa đấu, nhưng chắc chắn huấn luyện viên Antonio Conte sẽ chẳng cảm thấy vui vẻ gì. Nguyên nhân là bởi Inter Milan vẫn đang cày ải trên 3 mặt trận là Serie A, Coppa Italia và Europa League. Cuộc đối đầu với Sampdoria bị hoãn, khiến cho lịch thi đấu của Inter Milan trong thời gian sắp tới sẽ trở nên dày đặc hơn. Với lực lượng không đảm bảo chiều sâu, đặc biệt là trên hàng công, đội bóng áo sọc xanh đen vẫn đang gặp khó khăn để giúp các cầu thủ hồi phục thể lực trong thời gian ngắn. Quỳnh Như trở lại cùng đội tuyển nữ Việt Nam đối đầu với đội hình châu Âu của Úc. Đội tuyển nữ Việt Nam đã tập trung được một tuần nhưng Quỳnh Như lại xin phép vắng mặt lên muộn vì dành thời gian chăm sóc cho mẹ bị ốm. Khi tình hình sức khỏe của mẹ có tiến triển, cô đã quay trở lại cùng đội tuyển để cùng đồng đội chuẩn bị cho trận đấu gặp Úc tại vòng playoff. Quỳnh Như chia sẻ, trong tuần qua, trừ những lúc chăm mẹ, tôi vẫn tận dụng thời gian để tự tập. Do bị đau chân nên tôi đã không thi đấu trận gặp chủ nhà Hàn Quốc ở vòng loại thứ 3 Olympic. Lần này tôi sẽ cố gắng dùng hết sức để cùng chị em thi đấu đạt kết quả tốt nhất trước Úc. Đội bóng này quá mạnh so với chúng ta, nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực 200% sức lực của mình. Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có một vài sự bổ sung nhân sự như gọi Hồ Thị Quỳnh, Đinh Thị Thủy Dung để tính phương án thay thế hậu vệ trái Nguyễn Thị Xuyến đã rời đội tuyển sau SEA Games 30, cũng như trung vệ Phạm Thanh Huyền để thay thế Trương Thị Kiều. Ngoài ra, Thu Hương, một nhân tố trẻ cũng có thể chơi được ở vị trí mà Kiều để lại.